Các bạn đã đến với lesson tiếp theo, và trong lesson ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đi vào dạng matching, dạng nối. Tuy nhiên thì matching ở đây sẽ là matching sentence ending. Rồi matching sentence ending là gì? Thì đối với cái dạng này nè, người ta sẽ cho mình một nửa của một cái câu nào đó, còn một nửa còn lại thì người ta để xuống một cái khung này và yêu cầu là mình đọc bài văn và mình sẽ làm sao nối hai cái nửa lại cho nó phù hợp. Rồi đối với cái dạng này mình có một số điều cần lưu ý. Điều đầu tiên đó là đáp án theo thứ tự trong bài, có nghĩa là đáp án cho câu số 2 sẽ đi sau đáp án cho câu thứ nhất. Do đó mình rất là vui mừng, nói chung là cái dạng nào mà đáp án theo thứ tự là mình rất là sung sướng. Bởi vì mình biết là mình không cần đọc ngược lên để mình tìm, mà mình chỉ cần đi đi xuôi xuống cái bài văn mà thôi. Cái thứ hai đó là mình không có đọc cái đoạn này trước, mình không có đọc cái vế sau, mà mình hãy dựa trên vế đầu, dựa trên một số cái từ khóa của vế đầu để đi tìm cái câu trong bài. Thì để khi mà các bạn gạch chân những từ khóa này thì mình sẽ tìm được một câu trong bài tương ứng. Và nửa nào đó của cái câu đó là nó bằng với cái nửa này, còn cái nửa còn lại mình chỉ cần đi so sánh cái nửa này với những cái trong bảng này để mình tìm ra một cái thích hợp mà thôi. Do đó mình không có cần phải đọc cái câu này, những cái câu trong bảng cho nó tốn thời gian. Rồi, so sánh phần sau để nối đúng, chúng ta chỉ việc so sánh cái phần còn lại để nối cho nó đúng. Thông thường khi mà so sánh là chúng ta sẽ nối rất là dễ dàng, nhanh chóng, bởi vì nó có một số cái từ là giống như vậy và cái cấu trúc của nó cũng giống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái bài này. Đầu tiên chúng ta đọc tựa đề, chúng ta biết là The Rorschach Test. Rorschach là gì? Có thể là tên của một cái bài test gì đấy, chúng ta biết vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta đi vào gạch chân cái những cái câu hỏi. Rồi, tên của cái bài test: Is often used by, thường được sử dụng bởi cái người này. Thì lần trước mình nói rồi, thông thường những cái chữ mà có IST ở đằng sau, thông thường đây là một nhà khoa học. Vậy thì cái test này thường được sử dụng bởi nhà khoa học để làm gì? To ở đây là để làm gì? Câu này là câu bị động, thì mình dự đoán là trong bài người ta sẽ nói thành chủ động. Người ta sẽ nói là cái nhà khoa học này sử dụng cái test này để làm gì. Đó, mình lưu ý về cái bị động và chủ động. Câu số 2, cái test này based on là dựa trên, belief là niềm tin. Cái test dựa trên niềm tin mà con người sẽ như thế nào đấy. Rồi câu này có tương lai nè. Đó, cái cấu trúc tương lai là will, thì có thể trong bài nó cũng sẽ có tương lai. Câu số 3, cái gì đấy original là ban đầu, aim là mục đích. Mục đích ban đầu của cái này, not, không. Assess, personality. Assess là đánh giá, personality là cái tính cách. Cái mục tiêu, mục đích ban đầu của cái Rorschach này không phải là để đánh giá tính cách, but mà để, mình lưu ý ha, not to cái gì đấy, but to cái gì đấy, mình dịch là không phải cái này mà là cái kia. Vậy thì cái mục đích ban đầu của cái này nè, không phải đánh giá nhân cách, tính cách mà là cái gì? Rồi, mình biết vậy thôi, bây giờ mình chạy vô bài mình tìm cái tên này nè, cái use hoặc là cái tên của nhà khoa học này. Đây, cái này có rồi nè, mình xem thử coi. Psychologist có này, có use rồi nè, có this test ở đây chính là cái Rorschach test. Vậy thì câu này là câu chứa nhiều từ khóa hơn, mình ưu tiên câu này. Mình xem thử coi là cái người nhà khoa học sử dụng cái test này để, đó mình thấy không, họ dùng chủ động, còn ở trong đây người ta nói là cái test được sử dụng bởi nhà khoa học để. Vậy thì để làm gì đây? Đây, examine a person's personality characteristic thì đây, thì cái vế sau của nó chính là cái mục đích. Bây giờ mình đi so, mình đi so với ABCD, mình thấy cái nào giống. Câu A có creativity, mình xem ở đây có creativity hay từ tương ứng hay không. Không hề có, câu A loại. Câu B là có những cái từ này nè, có hình ảnh nè, rồi có specific perceptions of life, mình coi có không. Hoặc là nghĩa tương ứng, không có luôn. Rồi, câu C là diagnose mental disorder. Disorder mình học rồi là sự rối loạn tâm lý. Có rối loạn tâm lý không? Không có. Rồi câu D, assess. Assess bằng với examine, có nghĩa là mình nghiên cứu, mình đánh giá. Rồi subject, subject ở đây, các bạn nhìn thấy nè, thông thường mình biết cái từ subject với có nghĩa là môn học. Tuy nhiên đằng sau nó có chữ who thì chắc chắn đây không phải là môn học mà đây là người. Thì subject
Trong các cái nghiên cứu á, thì subject chính là cái đối tượng mà được nhà khoa học sử dụng để nghiên cứu ha, dịch là đối tượng, đánh giá các đối tượng. Đối tượng ở đây chính là người, thì đây người nè. Rồi, who are unwilling? Unwilling có nghĩa là không sẵn sàng làm gì. Chúng ta coi coi có chữ nào không sẵn sàng không? Có. Are reluctant to bằng với are unwilling to. Express their thoughts. Express là mình biểu thị, biểu lộ. Thoughts là cái suy nghĩ của mình. Những người không sẵn sàng mà biểu thị, biểu lộ cái suy nghĩ của họ. Đây, patient ở đây cũng chính là subject, bệnh nhân thì cũng chính là người nè. Are reluctant to bằng với are willing to. Describe their thinking bằng với express their thoughts. Think thì cũng là suy nghĩ thôi nè. Vậy suy ra khi mà nối cái vế đằng sau, chúng ta thấy câu D được nối với một. Đó, rồi mình tiếp tục. Câu 2 là cái test nè. Based on, dựa trên belief. Bây giờ mình đi tìm tiếp. Có cái belief hay có dựa trên gì đấy không? Rồi, mình thấy chữ assumption. Thật ra assumption nó bằng với belief. Đó, mình lưu ý nè. Sau đó mình thấy có chữ that. Sau đó là an individual will. Thì ở đằng sau là bằng với people will. Đó, mình thấy nó có cấu trúc giống nhau rồi đó. Vậy suy ra cái vế sau này nè, là cái vế mà mình sẽ phải so sánh. Mình xem coi có creativity không, hoặc là nghĩa tương ứng. Không có. Mình coi có interpret cái gì không. Cái từ interpret này bằng với từ class. Đó. Rồi cái từ image, ambiguous image này bằng với external stimuli. Rồi according to bằng với based on. Vậy thì their own specific perception of life nó bằng với person specific. Đó, có specific luôn nè. Perception of life là những cái nhận thức của cuộc sống, thì bằng với cái này đây. Rồi. Vậy thì khi mà mình so sánh, mình thấy câu B là thỏa nhất. Đến với câu C, bây giờ mình phải đi tìm original aim. Có không? Đó, hoặc là not gì đấy. Not asset. Personality. Tìm tiếp. Nhớ là câu 1 ở đây, câu 2 ở đây, thì chắc chắn là câu 3 ở bên dưới. Mình tìm hết ở đây là không có gì cả nè. Tiếp tục. Mình thấy personality rồi nè. Personality nè. Mình thấy chữ never bằng với not. Intended bằng với original aim. Vậy thì có Rorschach không phải có ý định là test personality. Test thì bằng với assess. Mà là mình lại thấy chữ but nữa nè. But thì ở đây cũng but. Rồi vậy thì cái vế sau chính là cái mà mình đem đi so sánh. Rồi mình sao coi có creativity không? Không. Có diagnose gì không? Có, đây cái chữ này gần giống luôn nè. Đó, vậy suy ra câu này chính là cái câu nối của mình. Vậy là thông qua cái cách đó mình đã có cái đáp án của mình rồi. Đó, các bạn thấy nó khá là nhanh. Nó không có quá vất vả, mặc dù là rất là nhiều từ mình không biết, nhưng mình vẫn có thể làm được bằng cách so sánh như vậy. Rồi đây là bảng từ đồng nghĩa mình rút ra. Và những từ nào mà không biết á, thì Huyền đều cho sau mỗi bài học, do đó mình cứ yên tâm ha. Mình yên tâm là mình học từ nè. Đó, rồi. Đối với bài này chúng ta có rất nhiều bài tập. Các bạn hãy làm bài tập trước khi mình xem cái video về bài sửa chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiết sửa bài tập.